xưa có câu Thương Hải biến Vi Tăng Điền, nghĩa là biển xanh biến thành nương dâu. Đó là câu nói chỉ sự thay đổi tất yếu của vạn sự, vạn vật theo thời gian. Câu nói ấy đang được chứng thực từ chính quá trình đô thị hóa trên đất nước ta ngày nay. Làng hóa phố, những giá trị của nền văn nghệ dân gian nảy sinh từ không gian nông thôn bao đời, nay phải đối mặt với nguy cơ không thể bắt rễ vào đời sống đô thị. Nghĩa là chúng bị lãng quên, bị phôi pha và tương lai trông thấy là có thể sẽ bị biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời. Mà những giá trị văn nghệ dân gian ấy là gì nếu không phải là sự kết tụ hồn vía và tâm tình của cả một cộng đồng dân tộc? Cần phải bảo lưu và phổ biến cái ngày hôm qua ở nguyên trạng của nó trong đời sống của con người ngày hôm nay. Cần phải có những cá nhân đảm đương công việc ấy một cách nhiệt tình và có hiệu quả. Giáo sư tiến sĩ âm nhạc Phạm Minh Khang là một trong những cá nhân như vậy. Xin được gọi ông là người giữ điệu quê giữa lòng phố. Từ vài năm nay, trong dòng đời sống ồn ào ở thủ đô Hà Nội, ít ra thì những người ngợi ca sống chậm cũng đã có thể tìm thấy một khoảng lặng cho mình. Đó là chợ đêm phố cổ và những tiết mục dân ca ở trước cửa chợ Đồng Xuân do Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam của giáo sư Phạm Minh Khang thực hiện. Diễn miễn phí, kịch mục chương trình lại toàn dân ca nguyên gốc, vì thế mà bà con đến xem đông như chảy hội. Tôi chào tất cả kẻ khen người tươi. Mời ông tư chỉ quan bài cờ bình. Tôi chào đến ông Dương Tuân. Tôi chào tất cả đàn ông đàn bà. Trừ khi phải đi công tác xa Hà Nội, còn nếu ở nhà, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang luôn có mặt trong các buổi diễn như thế này. Để được sống với cái dân gian giữa lòng đô thị, nghệ thuật của nhân dân, người xem là nhân dân, niềm vui và khoái cảm thẩm mỹ ở đây hoàn toàn dân dã, không cao vời xa cách. Và nếu cần, ông có thể sắm vai một người diễn giải trước bà con. Điệu múa và còn sót lại của kinh thành Thăng Long. Thế và chúng ta chú ý là thế này, tức là thằng Ngô Mụ Đĩ mà, đây là cái trò diễn dân gian và cái tên gọi rất là trìu mến của ông cha ta từ bao đời này đã dành cho, không phải là đĩ thoã hay đĩ bộng, cái không phải cái tên xấu, mà con đi đánh bồng đấy có nghĩa là thế này, là tức là một tên gọi dân gian và rất quý mến. Và ở đây cái điệu múa con đi đánh bồng này là những diễn viên nam phải đóng giả nữ, rất là ẻo là rất là mềm mỏng, người múa là phải đeo cái trống bồng. Cái trống bồng hai bên nó gần như là kiểu như là trống cơm của mình ấy. Trong thực tế của diễn xướng cổ xưa, màn múa con đĩ đánh bồng luôn diễn ra ngay sau cỗ kiệu rước thành. Và bao giờ, màn múa này cũng là tâm điểm thu hút những người tham dự lễ hội. Bởi sự giả trang mang đầy tính trào tiếu của nó, bởi sự vui nhộn rộn rã của nhịp điệu và sự tương phản với không khí trang nghiêm đang diễn ra ở phía trước. Và giờ đây, múa con đĩ đánh bồng đang tưng bừng trên sân khấu ngoài trời trước cửa chợ Đồng Xuân, Hà Nội.
quý vị, xin quý vị vỗ tay thật to theo nhịp trống để ủng hộ tinh thần cho các nghệ sĩ. Quý vị đang thưởng thức là một điệu múa con đi đánh bồng, một điệu múa cổ của kinh thành Thăng Long của chúng ta. Xưa thì điệu múa con đi đánh bồng đã gắn liền với cả các lễ hội truyền thống của kinh thành Thăng Long. Hiện nay, điệu múa con đi đánh bồng được phổ biến trong các lễ hội của làng Triều Khúc, và bắt đầu từ năm mùa xuân Kỷ Sửu này, điệu múa con đi đánh bồng đã thức giấc ở trong lễ hội truyền thống của đình làng Hào Nam. Xin quý vị hãy vỗ thật tay thật to theo nhịp trống ạ. Lâu nay, cứ mỗi buổi sáng, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang lại thong thả đạp xe đi vào trong đình Hào Nam, trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam do ông làm giám đốc, hiện tá túc ở đó. Khuất sau đường phố ồn ã, nơi đây là không gian của tiếng trống phách, tiếng đàn sáo. Ê, thử lại cho em cái đoạn đấy một tí. Rồi, cái đoạn đấy thì em có thể sau đấy mà em phải lấy hơi và rõ ràng hơn một chút nữa. Tự do mà xong sau đó quay vào cái nhịp thì nó sẽ hay hơn. Được xác định ngay từ buổi đầu thành lập, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam là một tổ chức âm nhạc phi chính phủ, có chức năng sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy và biểu diễn các loại hình âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các loại hình âm nhạc đang có nguy cơ biến mất. Để thực hiện nhiệm vụ đó, trước hết, trung tâm cần phải có những con người biết nghề, giỏi nghề. Và thật may mắn là ngay từ khi trung tâm ra đời, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang đã có sự giúp sức của những người cộng sự đầy tài năng và tâm huyết với âm nhạc dân gian dân tộc. Họ là những nhà hoạt động âm nhạc, những nghệ sĩ biểu diễn đã có nhiều thành tựu nghệ thuật và được công chúng biết đến. Tham gia trung tâm, về phương diện nào đó, họ trở thành người thầy của tất cả những ai muốn tìm hiểu và học tập âm nhạc truyền thống. Họ sẵn lòng san sẻ kinh nghiệm của mình, bắt đầu từ việc làm quen, rồi sau đó là thuần thục với những nhạc cụ dân tộc. Giáo sư Minh Khang, ngoài là việc là một giáo sư đồng ngành về nghiên cứu âm nhạc, ông còn là một cái người mà lãnh đạo, một nhạc sĩ do hội cử xuống làm giám đốc cho Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Thì ngay từ đầu thì ba cái công việc đó đã được giáo sư Minh Khang đã triển khai ngay từ khi thành lập từ năm 2005. Thì chúng tôi đã bắt tay vào công việc ngay từ lúc đó, và cái việc đầu tiên tức là chúng tôi đưa cái nghệ thuật hát sẩm của Trung quân nó đang có nguy cơ thất truyền, cho nên chúng tôi đã lao vào công việc đó và đã đưa tới công chúng biểu diễn tại phố đi bộ từ 2005 đến nay. Ngoài công việc đó, chúng tôi có mở các cái lớp cho quần chúng và đồng thời các cái lớp mà có thể đào tạo những cái chuyên gia về âm nhạc cũng ngay tại cơ sở đây. Người đời thường nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng với trung tâm âm nhạc của giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang, dù thành lập đã 5 năm, song khó khăn còn nguyên đó. Chỉ nhờ một may mắn ngẫu nhiên mà ông giám đốc trung tâm mới mượn được một góc đình Hào Nam làm trú sở tương đối ổn định để tiện hoạt động. Phải nói là giáo sư tiến sĩ Minh Khang và nhạc sĩ Thao Giang là hai người gọi là thành lập ra cái trung tâm này. Vì chúng tôi đã chơi với nhau và đồng thời là kết hợp với được cái sự đau đáu luôn nghĩ về cái nền nghệ thuật của dân gian thì đã làm được cái này. Và nói thực ra mà nói thì chúng tôi làm đây với tính chất là không phải khuyến mại, mà là chúng tôi không nghĩ đến cái chuyện là kinh tế, chỉ làm lấy cái tâm để làm những cái nghệ thuật dân gian thôi. Trong căn nhà ngói mà những người trong đình Hào Nam vì vừa yêu và vừa thương đã cho những người gìn giữ điệu quê mượn làm trú sở, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang thường xuyên tổ chức các lớp học về âm nhạc dân gian dân tộc. Kinh nghiệm đứng lớp của một vị nguyên chủ nhiệm khoa lý luận sáng tác chỉ huy ở Nhạc viện Hà Nội, vốn hiểu biết sâu rộng của một nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống lão thực, những yếu tố ấy khiến cho các bài giảng của ông trở nên sinh động,
hấp dẫn, rất có sức hút đối với học viên. Nhờ đó, chắc chắn rằng họ sẽ thêm hiểu và thêm yêu di sản âm nhạc mà cha ông để lại. Nhưng thực ra, các lớp học của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam không bó hẹp trong không gian của một ngôi nhà. Bất cứ chỗ nào trong sân đình Hào Nam cũng có thể là nơi thầy truyền dạy cho trò. Đây là lớp hát văn, kia lớp hát sẩm, kia nữa lớp hát quan họ, hát chống quân. Nơi đâu cũng rộn rã tiếng trống, tiếng đàn. Ví như lớp học hát văn mà giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang và nhạc sĩ Thao Giang đang ghé thăm chẳng hạn. Thầy và trò trải chiếu trên một góc sân đình, ung dung tự tại, hòa lời ca vào với tiếng đàn, tiếng phách réo rắt của điệu hát văn dâng mẫu. Lối truyền dạy đặc biệt của dân gian là thế, thị phạm cụ thể chứ không lý thuyết dài dòng. Thầy hát trước, trò hát sau, trò cố gắng hát cho giống thầy về cao độ, trường độ, chỗ rung, chỗ luyến, chỗ ngắt nghỉ. Dạy miễn phí nhưng chẳng vì thế mà các thầy giảm đi sự nhiệt tình. Có lẽ bởi vậy mà người đến trung tâm theo học hát ngày càng đông và càng ngày họ càng thấy thấm cái hay của âm nhạc truyền thống. Tôi mới học được có 2 tháng thôi. Tôi nghĩ rằng là cái này phải học dài thì mới được. Thế là tôi rất là mê cái dân gian. Mà nhất là các thầy quá nhiệt tình. Nhiệt tình lúc cả trời mưa các thầy cũng đến dạy. Tôi cảm động quá. Cho nên là tôi, kể cả tôi vẫn còn đang kinh doanh ngoài, vẫn cứ sắp xếp của buổi tối các thầy cũng dạy. Tôi về sắp xếp xong gia đình xong tôi lại đến đại học. Tôi rất là vui, quên đi cái mệt mỏi trong ngày. Chiếu hát sẩm mà giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang đang ngồi cùng gồm toàn các nhân viên của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Chi tiết này phản ánh một thực tế khá thú vị ở trung tâm. Dù là người đánh máy, kế toán hay là người làm bất cứ công việc nào khác, ai cũng học hát và biết hát. Và trong các tiết mục biểu diễn của trung tâm, họ là những diễn viên chính. Có lẽ chính việc gần gũi với thầy Khang đã làm cháy lên trong họ niềm yêu thích trước những điệu hát mà người quê truyền lại cho nhau từ bao đời. Để có thể nghiên cứu, truyền dạy và bảo tồn âm nhạc dân gian dân tộc, ắt không thể bỏ qua việc phải đi điền dã, sưu tầm những hình thức diễn sướng, những làn điệu, những lời ca còn nguyên gốc vẫn đang ở trong dân. Nơi mà giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang cùng các đồng sự và nhân viên của Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam tìm đến hôm nay là thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, một trong 4 cái nôi của hát chống quân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Biết có đoàn đến, các nghệ nhân thôn Bùi Xá đã chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể. Các cụ đánh phấn thoa son, diện trang phục như sắp lên sân khấu biểu diễn, dù trang phục của các cụ chẳng mấy đồng đều. Nhưng điều quan trọng là người Bùi Xá đã hát cho giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang nghe đúng thứ mà ông cần, chống quân Bùi Xá. Nó khác với chống quân Đức Bác ở Vĩnh Phúc, khác với chống quân Dạ Trạch ở Hưng Yên trên nhiều phương diện, từ cách tổ chức cuộc hát cho đến cách hát. Sự tích lũy kiến thức của một nhà nghiên cứu âm nhạc chuyên nghiệp đã cho ông biết điều đó. Ông chăm chú lắng nghe người Bùi Xá hát chống quân và ghi chép, ghi chú một cách chi tiết những gì mình nghe thấy. Ông phân biệt cái đang biết với những cái đã biết, những cái đã nằm sẵn trong ký ức của mình. Và có thể nói đây là một sự phân biệt rất cần thiết đối với giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang trong việc bảo tồn và truyền dạy hát chống quân nói riêng và âm nhạc dân tộc nói chung. Bởi muốn bảo tồn và truyền dạy, người ta trước hết phải biết mình sẽ bảo tồn cái gì và truyền dạy cái gì. Cái chống quân của chúng ta là nói chung là khi nghe có thể rất hay, rất hay. Mặc dù nó có đưa chút pha cái quan họ hoặc là ấy, nhưng mà nó lại có cái nét độc đáo, những cái chống quân kia lại không có. Thế còn các bác cũng thông cảm là đã hát chống quân thì không có nhạc cụ đệm, không bao giờ có nhạc cụ đệm cả. Nó chỉ có mỗi cái chống đất, tức là cái thổ cổ là trước đây. Sau này rồi ai muốn đệm cái gì, đệm nhị sáo rồi gõ tất cả các thứ thì cũng được quan họ rằng cổ trước đấy thì làm gì có đệm. Đã hát quan họ thì không được đệm vào quan họ cả, mà chỉ hát tức là điền anh thì chỉ hát thôi. Thì đấy là những cái mà sau này tức là cũng mong các bác các cụ chúng ta hiểu điều đó, và chúng ta cố gắng nếu mà
sau này chúng ta mới cho điện tử vào để mà đệm vào trong quân thì thôi là chết. Cho nên là cố gắng là các bác ở địa phương chúng ta cố gắng gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc bằng cách là đây, cái trống này là các bác mô phỏng cái thổ cổ, rất là làm rất là đúng đấy, mô phỏng cái trống đất. Thì tất nhiên là cái dây thì chưa chuẩn, dây thì làm bằng dây cước to thì nó tốt hơn. Đấy, thế thì như thế chúng ta đánh nó thật thình thùng nó thế thôi mà. Chỉ có cái âm thanh thình thùng chứ không cần phải cái gì là bổng trầm. Thế thì cái trống quân đặc điểm là cho với các thể loại diễn sướng dân gian, các thể loại âm nhạc khác thì trống quân là lối hát vui nhất, giòn giã, vui nhộn. Chứ nó không, và đặc điểm nó cũng không cần trau chuốt, không cần phải nắn dòng uốn điệu hoặc trau chuốt bằng hát ca trù, hát văn thì đấy là như thế. Nó thể hiện là thậm chí là ai cũng có thể hát được. Còn đây là cảnh giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang cùng anh em trong trung tâm đến nhà cụ Đỗ Tùng, còn gọi là cụ Cả Tùng theo cách nói dân gian, để nghe cụ hát sẩm. Cụ Cả Tùng trước kia là một ông trùm phường sẩm nức tiếng Hà Thành. Có thể nói cụ là một pho từ điển sống về các làn điệu và các bài hát sẩm. Nay cụ đã già yếu, sức đã kiệt, hơi đã suy, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa. Pho từ điển về sẩm trong cụ giờ chỉ còn là những phiến đoạn rời rạc, đứt khúc, có trang rõ, có trang mờ, có trang mất hẳn. Tuy thế, với người sưu tầm nghiên cứu vốn coi trọng cái nguyên gốc như giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang, những gì còn lại và có thể khai thác được ở cụ Tùng đã là rất đáng giá. Từ những cái ấy, cần phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới có thể chắp nối, hàn gắn, phục dựng phần nào diện mạo đầy đủ của một loại hình âm nhạc dân gian đã bị thời gian và nhận thức không đúng của con người làm cho phôi pha. Nhưng như thế chắc chắn vẫn còn hơn là không có gì. Mẹ ra xe bóng chiều xuống, hơn sông lặng nhớ thương khôn cục. Nhớ chính chữ cụ lão phó nhập, phụng mười ân cấp triển cái nền âm nhạc, vì nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta phải làm thế nào giới thiệu được tất cả cái vốn di sản văn hóa của chúng ta, giới thiệu được tất cả những cái tinh hoa, những cái hay, cái đẹp của nền văn hóa của chúng ta, về đạo đức, về thẩm mỹ, nhất là trong thời cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, thì không gì tốt nhất là phải đề cao các truyền thống dân tộc. Làm thế nào mọi người có ý thức quay về cội nguồn và có ý thức tự hào dân tộc. Có như thế thì chúng ta mới có thể hội nhập được quốc tế. Từ khi có trung tâm, chúng ta có những cái sinh hoạt mà ngày xưa không có. Hát sẩm ở dọc đường này, những cái sinh hoạt ở các cái đình chùa này, rồi hát chầu văn, đặc biệt hát sẩm. Và có những cái đĩa thu những cái hát ca trù.
Và đặc biệt tôi thích nhất, tức là bây giờ nó thu hút được cả một cái lượng quần chúng hết sức là đông đảo, lý thú, người ta kéo đến người ta học sẩm, kéo đến người ta học những bài dân ca một cách tự nguyện, không ai thúc giục, mà với cái tinh thần rất hăng say, thì tôi cho đó bước đầu hết sức là đáng khích lệ. Đầu tháng 4 năm 2009, trong chương trình nghệ thuật có tên Nhịp Điệu Xuân do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đồng tổ chức, tiết mục hát sẩm của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã được Hội Nhạc sĩ chọn là một trong những tiết mục đại diện cho hội tham gia chương trình. Vậy là từ nơi đầu đường xó chợ, từ chỗ bị xem như thứ âm nhạc của những người khiếm thị, những người lang thang vô sở trú dạ, qua những cố gắng khôi phục diện mạo và tôn vinh giá trị của sẩm mà Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, đứng đầu là giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang đã làm, sẩm đã được nâng cấp, được coi như một hình thức âm nhạc dân gian đầy giá trị, có thể đứng trên sân khấu sang trọng của nhà hát lớn Hà Nội. Trên thực tế, với sự gắn mình vào làn điệu sẩm từ trước đó của những người như nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch hay nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan, có thể nói hát sẩm có quyền được ngang hàng với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Lần đầu tiên ra mắt công chúng trên sân khấu sang trọng như sân khấu nhà hát lớn Hà Nội, điều đó đã đủ là một sự kiện đối với những người yêu sẩm. Còn với khán giả nói chung, được thưởng thức màn hát sẩm do anh chị em của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam biểu diễn, có thể nói những cách hiểu không đúng về sẩm đã được điều chỉnh một cách đáng kể. Một tiết mục trong một đêm diễn, sự ra mắt như vậy chưa hẳn đã làm thỏa mãn anh chị em trong Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Nhưng dù gì đi nữa, ít nhất thì đó cũng là sự cho thấy tiềm năng của âm nhạc dân gian dân tộc trong việc bắt rễ vào đời sống hôm nay. Vấn đề là có người chịu vất vả bỏ công sức và thời gian để làm việc ấy hay không? Chính giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang và các đồng sự của ông đã cho sự nghi vấn ấy một câu trả lời khẳng định. Lâu nay thì cái hát sẩm ấy nó là một cái hình thức dân ca mà nó bị chìm đi được. Người ta tưởng là có lẽ một thời không trở lại được. Nhưng mà cái công lao của cái trung tâm này là chính nó chọn cái hát sẩm với rất nhiều hình thức khác nhau, kể cả hát sẩm ở đô thị và hát sẩm nông thôn, tập hợp các nghệ sĩ lại để như là một sự hồi sinh cho cái hình thức dân ca độc đáo này. Và qua những cái hoạt động của cái trung tâm, đặc biệt là cái khu phố cổ, thì rõ ràng là đánh thức cái sự thích thú và đặc biệt cái sự nhận thức. Lâu nay ta nhận thức về cái đó nó không đúng, nó không đúng. Thì cái nhận thức của con người, và rõ ràng là thu được cái, nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của người dân. Và tôi có thể coi đó là một cái bước đầu để mà chúng ta bảo tồn phát huy cái hình thức văn hóa truyền thống mà như là cái chủ trương của Đảng Nhà nước của chúng ta.
Ngày qua ngày, một cách tự nguyện và cần mẫn, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang vẫn đang làm công việc của một người giữ điệu quê giữa lòng phố. Làng, cái không gian sống từ bao đời nay của người Việt Nam, dường như tự nó đã không còn đủ sức để bảo lưu và phổ biến những giá trị văn hóa dân gian, trong đó có âm nhạc dân gian. Cần phải có sự giúp tay chung sức của những người như giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang, những người đắm mình vào hồn vía dân tộc, thể hiện qua hình thức diễn sướng, qua làn điệu và lời ca của âm nhạc dân gian. Những người sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, sự hiểu biết và nhất là tình yêu âm nhạc dân gian của mình cho lớp trẻ. Như mưa dầm thấm đất, chính sự sẻ chia ấy sẽ góp phần tạo nên những thế hệ người trẻ tuổi biết trân trọng, biết gìn giữ kho di sản văn hóa nghệ thuật mà dân gian đã sáng tạo qua bao năm rộng tháng dài. Thời gian trôi qua, làng hóa phố là thực tế không thể tránh khỏi. Nhưng bằng tâm huyết của những người nặng lòng với quá khứ, điệu quê có lẽ sẽ mãi còn. Hỏi cái gì lô trước cô nàng bay, toán cả hai tấm bánh dày, vừa trắng vừa xinh nhắc quay qua.